khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Trong gần một thế kỷ qua, lịch sử phát triển thiết bị nhà bếp trên thế giới có rất nhiều sự thay đổi và các bước nhảy vọt. Ban đầu, thiết bị nhà bếp chỉ hiểu đơn giản là đồ nấu nướng và thiết bị tích trữ thực phẩm. Về sau, với quá trình công nghiệp hóa, cơ khí hóa và tự động hóa phát triển mạnh mẽ với mục tiêu giải phóng sức lao động chân tay, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng và ổn định đã làm thay đổi bộ mặt các ngành nghề nói chung, công việc nội trợ trong gia đình nói riêng. Các thiết bị nhà bếp hiện đại đã ra đời với lý tưởng vì cuộc sống của con người như vậy. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của khán giả, chương trình ngày hôm nay sẽ đưa thông tin về một trong số những tên tuổi đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của lịch sử thiết bị nhà bếp nhờ vào những phát minh sáng tạo vượt bậc, đó là Braun. Braun là một nhãn hàng đến từ Pháp có lịch sử lâu đời từ năm 1902. Ông tổ khai sinh ra Braun là kỹ sư người Pháp Edgar William Braun. Gần 50 năm sau khi lập xưởng sản xuất, Edgar William Braun đã sáng lập nên ngành công nghiệp điện tử về thiết bị gia dụng với một loạt sản phẩm làm thay đổi cuộc sống của các gia đình. Nếu như trước đây các thiết bị bảo quản thức ăn, máy giặt, bếp nấu hiện đại chỉ dành phục vụ cho công nghiệp, thì giờ đây chúng đã được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho các gia đình ở châu Âu và các châu lục khác. Sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ của chúng không gì khác bởi giá trị phục vụ cho cuộc sống của con người. Tin tưởng vào những giá trị này, Braun đã có văn phòng đại diện, các nhà phân phối ở nhiều nước và trở thành thương hiệu quốc tế đầu tiên về máy giặt và máy rửa bát. Braun bắt đầu bước ngoặt mới, chiếm thị phần tiêu thụ khổng lồ trên cả thị trường Pháp, Tây Ban Nha và nhiều nước trên thế giới. Trong thế kỷ 21, trong khi nhiều tên tuổi khác hướng đến bình dân hóa sản phẩm, thì Braun với 5 trung tâm nghiên cứu phát triển tại Pháp từ rất lớn để nghiên cứu tâm lý tiêu dùng và phát minh ra sản phẩm mới, đã khẳng định những giá trị sáng tạo mang lại cho cuộc sống của con người, biến việc nội trợ từ phức tạp thành đơn giản, từ đơn điệu thành thú vị, từ nặng nhọc thành nhẹ nhàng, tiết kiệm thời gian và công sức, từ kỹ năng nấu nướng trung bình thành xuất sắc và ổn định. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự thay đổi thói quen nội trợ trong các gia đình Việt hiện đại. Đến từ kinh đô ánh sáng Paris, Braun có vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng, tôn lên vẻ đẹp của căn bếp hiện đại. Có thể nói với sự phát triển của đời sống hiện đại, các gia đình sử dụng nhiều hơn tới các thiết bị nhập khẩu nguyên chiếc, chất lượng tốt, độ bền cao và an toàn, thay thế dần các thiết bị không rõ nguồn gốc. Ở Việt Nam, Braun do công ty G-Star độc quyền phân phối với cam kết phát triển bền vững, lâu dài, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các gia đình Việt.